quốc đang đối mặt với hàng loạt trận mưa lũ khắc nghiệt bậc nhất trong lịch sử kể từ khi hứng chịu siêu bão Gemi hồi cuối tháng 7. Theo Tân Hòa Xã, 87 con sông ở 7 tỉnh gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông và khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đã chứng kiến mực nước dâng cao. Mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc cũng gây ra ba vụ vỡ đê trong vòng chưa đầy 20 giờ và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khi nước lũ vượt qua ngưỡng kỷ lục. Đối phó với tình trạng thiên tai khắc nghiệt, Trung Quốc đã áp dụng các công nghệ cao như vệ tinh và radar trong công tác cứu trợ thiên tai. Theo ông Wang Quy Hao, giáo sư khoa khảo sát đất đai và tin học địa lý của Đại học Bách khoa Hồng Kông, bài học được Trung Quốc rút ra từ trận động đất kinh hoàng năm 2008 ở Tứ Xuyên. Vào thời điểm đó, công tác cứu hộ bị gián đoạn do vùng phủ sóng vệ tinh hạn chế, hình ảnh được cung cấp có chất lượng kém. Hệ quả là đội cứu hộ không thể biết được khu vực xảy ra thảm họa ở đâu và đường nào có thể đi lại được. Ít nhất 69 người đã thiệt mạng và hơn 370.000 người bị thương trong vụ thiên tai này. Theo giáo sư Wang, kể từ sau trận động đất kể trên, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường sử dụng vệ tinh trên quỹ đạo với nhiệm vụ theo dõi thiên tai và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ, tái thiết. Ước tính Trung Quốc có hơn 900 vệ tinh trên quỹ đạo được sử dụng với mục đích này. Lần gần nhất, khi đê vỡ xảy ra ở hồ Động Đình tỉnh Hồ Nam sau cơn mưa lớn, vệ tinh đã được sử dụng để theo dõi lượng mưa theo thời gian thực. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh viễn thám giúp theo dõi nước lũ và tình trạng giao thông địa phương trong quá trình hoạt động nhằm hỗ trợ người dân sơ tán, giảm thương vong về người. Theo ông Bo Jianchen, giáo sư khoa học địa lý tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện đã thiết lập một hệ thống vệ tinh hoạt động hoàn chỉnh để cứu trợ vào phòng ngừa thiên tai. Chuyên gia này chia sẻ, các vệ tinh khí tượng của Trung Quốc rất quan trọng trong việc dự báo diễn biến của bão và hạn hán nông nghiệp. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phân vùng rủi ro và đánh giá thiệt hại khi xảy ra thiên tai. Giáo sư Quang cho biết công nghệ vệ tinh có khả năng thu được hình ảnh rõ ràng là vô cùng quan trọng vì nó cải thiện tính kịp thời và chính xác của việc theo dõi thiên tai. Bằng cách phối hợp dữ liệu từ các vệ tinh đa nguồn, phương pháp thậm chí có thể ngăn chặn thảm họa tái diễn ở những khu vực thường bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Quang chia sẻ, bằng cách quan sát hình ảnh vệ tinh và mô hình máy tính, các nhà khoa học có thể đánh giá các khu vực và dân cư dễ bị tái thiên tai, từ đó có biện pháp phòng tránh phù hợp. Máy bay không người lái cũng đã được sử dụng để giảm thiểu tác động của trận lũ lụt lớn gần đây xảy ra ở Hồ Nam, nơi có hơn 1.400 trạm cơ sở liên lạc bị gián đoạn. Theo SCMP, sự gián đoạn do lũ xảy ra trong giai đoạn sinh viên nộp đơn đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học. Bởi lẽ đó, nếu không thể khôi phục thông tin liên lạc, nhiều sinh viên sẽ đứng trước nguy cơ không thể được vào trường đại học mong muốn. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền địa phương phải sử dụng máy bay không người lái. Để giữ cho liên lạc giữa trạm cơ sở và mạng công cộng được thông suốt, trong khi đó, hệ thống xử lý thời tiết mới dựa trên radar mang tên Rose 3.0 đã góp phần cải thiện độ chính xác của cảnh báo thời tiết và theo dõi lượng mưa. Hệ thống này hiện đã được lắp đặt tại 123 trạm radar, bao gồm cả ở Bắc Kinh và các tỉnh lân cận. Wang cho biết, Trung Quốc đã làm rất tốt trong việc xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc, đường cao tốc và hàng không vũ trụ. Nếu những kinh nghiệm này có thể được sử dụng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đối phó với thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc sẽ làm tốt hơn công tác ngăn ngừa và ứng phó với thiên tai. Bài học sử dụng công nghệ để đối phó với thiên tai, thời tiết khắc nghiệt của Trung Quốc sẽ là nguồn cảm hứng cho các nước đang phát triển trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vệ tinh công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam mang tên Lotus Sat 1 đang trong giai đoạn hoàn thành và sẽ được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Lotus Sat 1 là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ cảm biến radar khẩu độ tổng hợp SR. Khác với các vệ tinh quang học, vệ tinh radar có thể chụp ảnh trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là mây, sương mù, điều kiện thiếu ánh sáng. Dữ liệu ảnh của vệ tinh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhằm ứng phó, giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trung Quốc đang vật lộn ứng phó với giai đoạn lũ lụt quan trọng trong năm kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, theo China Daily. Theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà trực thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc, đã báo cáo đợt lũ đầu tiên trong năm tại Thượng Nguồn ở tỉnh Thanh Hải từ sáng ngày 29 tháng 7. CCTV đưa tin do mưa lớn liên tục, lưu lượng nước tại trạm Thủy Văn Ta Hàng Hải, Hoàng Hà đạt 2.510 m3 trên dây vào lúc 9 giờ 36 ngày 29 tháng 7 và dự báo tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo. Dựa theo tiêu chuẩn lũ ở Trung Quốc, với mực nước này, sông Hoàng Hà đã đón nhận lũ đầu tiên của năm 2024. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Thanh Hải để hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt. Với chiều dài hơn 5.400 km, Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của Trung Quốc. Lưu vực sông Hoàng Hà rộng khoảng 750.000 km vuông là lưu vực lớn thứ ba ở Trung Quốc. Con sông này được gọi là Hoàng Hà vì nước mang theo phù sa với màu vàng nâu hoàng hà được mệnh danh là sông mẹ giúp bồi đắp những vùng đất màu mỡ cho canh tác ở trung quốc lương vực sông được xem là nơi khai sinh cho nền văn minh trung hoa cổ đại là trung tâm của hàng nghìn năm lịch sử trung quốc trong hàng nghìn năm người trung quốc đã bắt tay vào các dự án thủy lợi lớn ở sông hoàng hà bao gồm cả các đập thủy điện trong thời hiện đại Lưu vực sông Hoàng Hà là nơi sinh sống của lượng lớn dân cư Trung Quốc và nhiều thành phố cổ nhất của Trung Quốc nằm dọc theo con sông này. Cũng liên quan đến thời tiết ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 31 tháng 7 dẫn thông tin từ giới chức tỉnh Hồ Nam cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 1,15 triệu người tại tỉnh miền Trung Trung Quốc kể từ ngày 26 tháng 7, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 6,13 tỷ nhân dân tệ, khoảng 859,75 triệu đô la Mỹ. Những trận mưa lớn do bão số 3 Gaemi buộc 95.000 người tại tỉnh Hồ Nam phải sơ tán, trong đó 49.800 người cần cứu trợ khẩn cấp. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán địa phương, những trận mưa như chút nước đã tàn phá 107.500 hecta cây trồng, trong đó 17.100 hecta bị mất trắng hoàn toàn. Hiện tại, tỉnh Hồ Nam duy trì phản ứng khẩn cấp cấp 2 về lũ lụt, cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Tổng cộng 78 khu vực cấp huyện của tỉnh Hồ Nam phải duy trì các cấp độ ứng phó lũ lụt khác nhau, trong đó di sinh và khuôn rong đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 1 với lũ lụt. Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của cơ quan khí tượng tỉnh Hồ Nam lưu ý, mưa lớn dự kiến xảy ra ở phía tây bắc tỉnh trong 1-2 ngày tới. Bắt đầu từ sáng ngày 30 tháng 7, thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc hứng chịu đợt mưa mạnh nhất kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Cư dân mạng Trung Quốc than thở từ đêm 30 tháng 7 đến sáng ngày 31 tháng 7, Bắc Kinh bất ngờ đổ mưa lớn, chẳng mấy chốc đường phố bắt đầu ngập trong nước. Theo những bức ảnh cư dân mạng lan truyền, có nơi mực nước sâu tới đầu gối, có nơi xảy ra tình trạng ngập úng theo trang Sina, do chịu ảnh hưởng của luồng không khí phía nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới và rãnh trên cao, từ sáng ngày 30 tháng 7, Bắc Kinh hứng chịu đợt mưa mạnh nhất kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Xét về lượng mưa tiêu chuẩn, toàn bộ thành phố Bắc Kinh đạt mức mưa rất lớn. Theo quan trắc, từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 30 tháng 7, lượng mưa trung bình trên địa bàn Bắc Kinh là 59,9mm. Dự báo lượng mưa sẽ còn tăng từ chiều đến đêm ngày 30 tháng 7. Lượng mưa tích lũy ở hầu hết các địa bàn trong thành phố được dự báo sẽ đạt trên 100mm. Riêng một số khu vực như quận Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc sẽ đạt hơn 250mm. Các thảm họa thứ cấp như lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và có thể xảy ra hiện tượng tích tụ nước ở vùng trũng. Ông Tín Hân, chuyên gia phân tích khí tượng của kênh khí tượng Trung Quốc đánh giá, trận mưa ở Bắc Kinh ngày 30 tháng 7 có thể là trận mưa lớn nhất trong năm nay. Trước tình hình đó, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh nâng cấp và phát tín hiệu cảnh báo mưa lũ màu vàng vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 30 tháng 7 giờ địa phương. Ủy ban Quy hoạch và Tài nguyên thành phố Bắc Kinh và Cơ quan Khí tượng thành phố cùng ban hành cảnh báo rủi ro thiên tai địa chất. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 7, Bắc Kinh kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt. Trong khi đó, mưa như chút nước và lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam khiến 4 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sơ tán khi tàn dư của cơn bão Kemi suy yếu tiếp tục tấn công Trung Quốc. Tỉnh Hồ Nam bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi nhiều ngày mưa lớn đã làm vỡ các con đề và đập lớn, làm ngập nhiều vùng đất trồng trọt tại thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam, thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng tới gần 90.000 người, hư hại khoảng 1.400 ngôi nhà và khiến khoảng 1.300 con đường bị phá hủy. Một số ngôi làng cũng bị mất điện. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, các chuyên gia khí tượng nhận định trận mưa lớn trong điều kiện ẩm ướt là do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam và tác động từ bão Gaemi. Trong hai ngày qua, lượng mưa khiến mực nước sông dâng cao, làm vỡ ba con đê tại Hồ Nam. Một trong những con đê đã được bịt kín thành công vào ngày 29 tháng 7. Mưa lớn cũng gây ra thiệt hại ở các khu vực khác của Trung Quốc. Ngày 28 tháng 7, một trận lở đất do mưa gây ra làm cuốn trôi nhà cửa ở Hồ Nam, khiến 15 người thiệt mạng. Bộ Tài chính Trung Quốc đã dành 238 triệu nhân dân tệ là khoảng 33 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống thiên tai và viện trợ nông nghiệp. Theo tính toán của Reuters, Trung Quốc giải ngân ít nhất 6,67 tỷ nhân dân tệ, 918 triệu đô la Mỹ từ các quỹ cứu trợ thiên tai khẩn cấp. Vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, một vụ vỡ đã xảy ra trên đê Xin của thị trấn Jishuhe, huyện Tương Đàm, theo báo cáo, lúc 21h40, vết vỡ đã mở rộng hơn 50m và đến 3h58 sáng 29 tháng 7, vết vỡ đã mở rộng đến 77m. Hơn 3.800 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn, chưa có báo cáo về thương vong. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, 1.205 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã được huy động vào công tác cứu hộ và cứu trợ Giới chức địa phương cho biết, các nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ những người dân phải sơ tán khỏi hai ngôi làng Xin Tang và Xin Hu. Trước đó vào khoảng 18 giờ 40 ngày 28 tháng 7, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra ở một đoạn sông Yuan Shui thuộc thị trấn Huashi, ít nhất 800 người dân đã được sơ tán. Con sông này đổ vào sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử. Theo báo cáo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Gemi, Hồ Nam hứng chịu những trận mưa lớn và một số khu vực của tỉnh sẽ xuất hiện những trận mưa cực lớn từ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 7 đến thứ Hai ngày 29 tháng 7. Cập nhật thông tin về vụ lở đất xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc. Nguyên nhân là do lũ quét sau mưa lớn nhiều ngày tại Trung Quốc cho biết đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm kiếm được 12 thi thể và giải cứu 6 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trên 240 nhân viên cứu hộ các cấp đến hiện trường để triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Trước đó, thông tin ban đầu xác nhận có 6 người thiệt mạng. Trước đó, ngày 27 tháng 7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 tại tỉnh Hồ Nam để phòng tránh bão cây Trung tâm khí tượng quốc gia cũng đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa bão tại Hồ Nam, nơi dự báo sẽ chứng kiến mưa lớn kéo dài đến ngày 29 tháng 7. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó mạnh nhất là cấp độ 1. Hệ thống cảnh báo thời tiết cũng bao gồm 4 cấp độ được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam tin bão mới nhất của Reuters cho biết bão Kemi tấn công các đô thị ở tỉnh ven biển Phúc Kiến của Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7, gây mưa lớn và gió mạnh. Bão Kemi, cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay, bắt đầu di chuyển vào vùng nội địa đông dân của nước này. Tân Hoa Xã thông tin cho đến nay, cơn bão ảnh hưởng tới gần 630.000 người ở Phúc Kiến của Trung Quốc, gần một nửa trong số đó phải di rời. Bão số 3 Gaemi có sức gió lên tới 100,8 km h gần tâm bão, giảm nhẹ so với 118,8 km h được ghi nhận vào đêm 25 tháng 7 khi đổ bộ vào thành phố Phủ Điền của Phúc Kiến. Mặc dù siêu bão Gaemi đã bị hạ thấp thành bão nhiệt đới do tốc độ gió chậm hơn, nhưng các giải mây rộng của cơn bão vẫn gây nguy cơ lũ lụt đáng kể, đặc biệt là với các con sông ở miền Trung Trung Quốc, vốn có nước dâng cao do mưa mùa hè. Vài giờ trước khi cơn bão Gaemi đổ bộ, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập cận bình đứng đầu đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về kiểm soát lũ lụt và kêu gọi giới chức trên khắp cả nước bảo vệ sinh mạng nhân dân. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cuộc họp cho biết cần nỗ lực ngăn chặn tình trạng vỡ đập ở các con sông lớn và vỡ các hồ chứa nước cỡ lớn và vừa. Theo các cơ quan dự báo thời tiết địa phương, do bạn số 3 Gaemi, 72 đô thị trên khắp Phúc Kiến đã ghi nhận lượng mưa tích lũy vượt mức 250m với lượng mưa cao nhất lên tới 512,8m. Đến cuối ngày 26 tháng 7, bão Gaemi đổ bộ vào tỉnh Giang Tây, nơi có hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, Bà Dương. Các nhà dự báo bão cảnh báo có tới 10 tỉnh ở Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng của bão Gaemi, bao gồm cả Hà Nam, tỉnh có dân số hơn 100 triệu người ở miền Trung Trung Quốc. Dự báo tuần tới, tác động của cơn bão số 3 này sẽ lan xa về phía Bắc tới tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh, hai nơi đang chịu tác động của nước sông dâng cao, các thành phố ngập lụt sau loạt mưa bão mạnh vài ngày trước đầu tuần này cơn bão Kemi cấp đi sinh mạng hàng chục người khi quét qua đài Loan Trung Quốc và khiến gió mùa ở Philippines tồi tệ hơn. Ngày 25 tháng 7, bão Kemi đã gây ngập lụt cho một số thành phố và thị trấn ở Đài Loan, làm hơn 700 người bị thương và 7 người thiệt mạng, cũng như đánh chìm tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển của hòn đảo này. Giới chức Đài Loan thông tin, lực lượng cứu hộ đã kéo gần 1.000 người ra khỏi vùng nước lũ bằng thuyền phao. Tại Philippines, bão Kemi đã cấp đi sinh mạng của 32 người, thủ đô Manila tuyên bố tình trạng thảm họa sau lũ lụt trên diện rộng. Một tàu chở dầu chở nhiên liệu công nghiệp cũng bị chìm trong vùng biển động ngoài khơi Philippines do ảnh hưởng của bão Jaime. Bão Gaemi đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc hôm 25 tháng 7 sau khi di chuyển qua eo biển Đài Loan, gây ra cảnh báo về tình trạng nước sông dâng cao, đủ quét và ngập nặng. Gaemi, cơn bão thứ ba và mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc trong năm nay, đã đi vào tỉnh Phúc Kiến tối 25 tháng 7 sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc, với gió giật lên tới 227 km h Đây là một trong những cơn gió mạnh nhất được ghi nhận ở Tây Thái Bình Dương. Trước khi bão đổ bộ, 240.800 người dân Phúc Kiến đã được sơ tán. Mặc dù đã suy yếu, bão Kemi dự kiến sẽ gây ra lượng mưa lớn ở ít nhất 10 tỉnh của Trung Quốc trong những ngày tới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã ước tính rủi ro cho rằng Kemi đứng thứ hai về chỉ số gió và mưa trong số 326 cơn bão trong lịch sử Trung Quốc. Do đó áp lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai tương đối lớn trưởng bộ phận dự báo thủy văn của Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói, bão dự kiến quét qua Châu Giang, Hồ Thái Hồ, sông Dân Tử, sông Hoài Hà, sông Hoàng Hà, sông Hải Hà, sông Tùng Liêu, tương đương với bao trọn cả 7 lưu vực sông lớn. Đặc biệt, gã di chuyển chậm và có đủ thời gian để tích lũy năng lượng. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam có nguồn cung cấp hơi nước ổn định nên hơi nước tương đối dồi dào và cường độ mưa cao. Theo hãng tin Reuters, Gaemi được so sánh với cơn bão Đốc Suri năm ngoái. Cơn bão đã gây ra trận lũ lụt lịch sử, gây thiệt hại trên toàn Trung Quốc gần 30 tỷ đô la Mỹ. Các nhà chức trách cho biết, mực nước ở hạ lưu sông Dân Tử cũng như các hồ nước ngọt lớn, Pohyang và Đông Tinh ở miền Trung Trung Quốc có thể dâng cao, trở lại mức nguy hiểm như hồi đầu tháng 7 sau những trận mưa lớn trong mùa hè. Chính quyền Bắc Kinh cũng cảnh báo Gaemi có thể gây ra lượng mưa lớn ở thủ đô Trung Quốc ngay cả khi cơn bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các nhà chức trách cũng cảnh báo mưa bão do KME có thể gây ra lũ quét và ngập lụt, đặc biệt là ở một số vùng phía Bắc Trung Quốc, nơi vừa hứng chịu trận mưa lớn đầu tuần này. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp hôm 25 tháng 7 để nghiên cứu và sắp xếp công tác liên quan đến kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tài. Trung Quốc đang trong giai đoạn kiểm soát lũ lụt quan trọng khi lũ lụt dự kiến xảy ra ở các lưu vực sông lớn, bao gồm cả sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, theo thông báo chính thức của cuộc họp, sự xuất hiện của bão Gaemi có thể khiến tình hình kiểm soát lũ lụt khó khăn và phức tạp hơn. Cuộc họp cũng nhấn mạnh nhu cầu củng cố cơ sở hạ tầng thủy lợi trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa vỡ đề và vỡ đập ở các con sông và hồ chứa lớn. Trước khi đến Trung Quốc, Gaemi đã khiến 3 người chết và 380 người bị thương tại Đài Loan, gây lũ lụt và làm chìm một tàu chở hàng sau khi cơn bão mạnh nhất 8 năm này tấn công hòn đảo khi đổ bộ tối 24 tháng 7. Báo The Paper tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đưa tin đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X Twitter được cho là đập tam hiệp vỡ, khiến hàng ngàn gia đình phải sơ tán. Tuyên bố này còn kèm theo một đoạn video dài khoảng 30 giây. Tuy nhiên, đoạn video đó thực ra là ghi lại sự cố lũ lụt do mưa lớn ở đường hầm phía Bắc, đường cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Theo báo The Paper, ngày 21 tháng 7 năm 2021, kênh Project Earth trên nền tảng video YouTube đã phát hành một video có thời lượng 4 phút 28 giây, trong đó bao gồm các clip từ 32 giây đến 1 phút 01 giây video gốc có chú thích. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2017, Trịnh Châu đã hứng chịu trận mưa ngàn năm mới có một lần. Trịnh Châu đã hứng chịu trận mưa ngàn năm mới có một lần. Kênh Project Earth cho biết các clip lấy đến từ các nền tảng xã hội lớn và được biên tập theo ngày, địa điểm. Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 17 tới ngày 23 tháng 7 năm 2021, tỉnh Hà Nam gặp phải trận mưa lớn hiếm thấy và hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, thành phố Trịnh Châu cánh chịu thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Sở Ban Quản lý Đường hầm Trịnh Châu và các bộ phận liên quan không đóng cửa đường hầm và phân luồng giao thông kịp thời làm 6 người thiệt mạng và 247 ô tô bị ngập nước. Đây không phải lần đầu tiên thông tin đập tam hiệp ở Trung Quốc bị vỡ, lan truyền trên mạng xã hội. Hồi tháng 6 năm 2023, cũng xuất hiện thông tin đập tam hiệp của Trung Quốc bị vỡ hoặc cháy. Tờ The Paper cũng tuyên bố thông tin đó là sai sự thật. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 22 tháng 7 đưa tin, Bộ Thủy lợi đã tổ chức cuộc họp đặc biệt để phân tích, đánh giá tình hình lũ lụt trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Hắc Long Giang và các lưu vực sông khác. Khi bước vào giai đoạn quan trọng trong ứng phó lũ lụt, Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi thực hiện loạt biện pháp chủ động ở 8 lưu vực sông lớn để giảm thiểu tác động của lũ lụt. Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc cũng thảo luận về việc xả lũ đập tam hiệp khi dự báo lũ sông Kim Sa, phụ lưu sông Sơn Tử tiếp tục dao động mức 1,5m so với cảnh báo. Hiện nay, Bộ Thủy lợi duy trì ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 3 đối với tỉnh Hồ Nam và phòng chống lũ cấp 4 cho 13 tỉnh và khu vực bao gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam. Văn phòng Thủy văn của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, hay còn gọi là Sông Dương Tử, đưa ra cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba. Từ chiều ngày 22 tháng 7, với lũ lụt ở trạm Thủy văn dọc sông Kim Sa, tỉnh Vân Nam. CCTV đưa tin có 50 con sông khắp Trung Quốc lũ lụt trên mức cảnh báo. Thông báo mới nhất từ chính quyền huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, tại cuộc họp báo vào sáng ngày 21 tháng 7 cho biết, do mưa lớn đã gây ra lũ quét tại làng Tân Hoa, huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7, thảm họa đã ảnh hưởng đến 1.254 người, trong đó có 8 người thiệt mạng, hơn 30 người đã mất tích, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi và bị hư hại nghiêm trọng, đường xá, cầu cống và thông tin liên lạc bị gián đoạn theo truyền thông Trung Quốc, sau khi thảm họa xảy ra, chính quyền địa phương đã thành lập trụ sở cứu hộ khẩn cấp, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm 443 người, nỗ lực thực hiện tìm kiếm cứu nạn, di rời những người bị ảnh hưởng. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Để đối phó với tác động mạnh và xu hướng xảy ra thiên tai do mưa lớn gây ra, cơ quan giảm nhẹ thiên tai thành phố Nhã An đã ra quyết định điều chỉnh khởi động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai từ cấp 3 lên cấp 1, ứng phó khẩn cấp cao nhất vào trưa ngày 20 tháng 7. Truyền thông Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết thêm do mưa lớn liên tục, chính quyền địa phương đã tổ chức cho người dân di tản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, một số người đã trốn về nhà và bị lũ quét tấn công. Bên cạnh đó, lũ quét xuất hiện trong thời gian nhiều người đang ngủ nên không có thời gian để tránh lũ. Trước đó vào ngày 19 tháng 7, tại địa phận Tạc Thủy, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc cũng đã xảy ra một vụ sập cầu đường bộ khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Nguyên nhân được xác định là do mưa to và lũ quét.